Kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2015 hiện đang là mối quan tâm hàng đầu của các bậc phụ huynh và học sinh chuẩn bị tham gia kỳ thi. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chính thức công bố hình thức xét tuyển đại học cao đẳng năm 2015. Bắt đầu từ ngày 1 đến ngày 20 tháng 8, các trường đại học cao đẳng sẽ nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển đợt 1. Sau 5 ngày, kết quả trúng tuyển phải được công bố. Để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh trúng tuyển, Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định, trong thời gian 20 ngày xét tuyển nguyện vọng 1, nếu cần thí sinh có thể điều chỉnh nguyện vọng đã đăng ký hoặc rút hồ sơ để đăng ký trường khác. Thí sinh chỉ được sử dụng giấy chứng nhận kết quả thi dùng cho xét tuyển nguyện vọng 1 để đăng ký vào một trường đại học hoặc cao đẳng. Mỗi trường, thí sinh được đăng ký tối đa 4 nguyện vọng vào các ngành xếp theo thứ tự ưu tiên từ 1 đến 4. Thí sinh đã trúng tuyển nguyện vọng 1 không được đăng ký ở các đợt xét tuyển nguyện vọng bổ sung. Trong thời gian nhận hồ sơ của một đợt xét tuyển, 3 ngày một lần, các trường công bố trên trang thông tin điện tử của mình danh sách các thí sinh đã đăng ký theo từng ngành và xếp theo kết quả thi từ cao đến thấp. Thời hạn kết thúc việc xét tuyển là ngày 31 tháng 10 đối với trường đại học và 20 tháng 11 đối với các trường cao đẳng.